Lá thư này quả thực là một lá thư tình. Bạch Tiểu Thuần nhận được thư tình, trong họ không một ai ngạc nhiên, mà còn nhìn hắn với vẻ chúc mừng và hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần run run cầm lá thư tình, trong lòng không bình tĩnh nổi, mắt mở to, vô cùng kích động. Đây là lá thư tình đầu tiên ta nhận được trong đời mình. Trước kia toàn nhận được toàn là chiến thư mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm động muốn rơi nước mắt, hắn hít sâu, ngẩng đầu, đầy thâm tình nhìn theo cô gái đưa thư đầy bối rối bỏ chạy đi xa. Tuy không biết người tên gì, nhưng đây là lá thư tình đầu tiên Bạch Tiểu Thuần ta được nhận. Nên ta nhất định sẽ giữ kỹ lá thư này cho hậu thế đời sau được thấy lão tổ của chúng năm đó phong thái ngời ngời động lòng người như thế nào. Bạch Tiểu Thuần cảm khái vô tận, cảm thấy mình nên luôn luôn hết lòng trung thành với Nghịch Hà Tông. Ta yêu Nghịch Hà Tông, ta yêu tất cả đồng môn. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kềm chế cảm xúc trong lòng, cẩn thận cất kỹ lá thư kia đi, sau đó hất cằm, vất tay áo nhỏ, đang định đi, thì nhìn thấy, từ đằng xa, lại có một nữ đệ tử Huyền Khê Tông cắn cắn môi do dự. Sau đó cương quyết chạy tới trước mặt hắn, đầu cúi xuống, mặt đỏ bừng, nhét vội lá thư trong tay vào tay hắn, rồi chạy vụt đi. Bạch Tiểu Thuần ngây người, kinh ngạc nhìn lá thư thứ hai trong tay mình, ngoài bìa thư không phải là hình trái tim, mà là vẽ hai hình người nho nhỏ nắm lấy tay nhau. Không chỉ một mình Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, đám đệ tử đứng quanh xem náo nhiệt cũng ngạc nhiên. Thiếu tổ nhận được thư tình không phải là chuyện lạ, nhưng không ngờ lại nhận được một lúc tới hai cái. Hứa Tiểu Sơn ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tại sao không có ai tặng thư tình cho ta? Bạch Tiểu Thuần rưng rưng, cả người khẽ run, cảm động ngập tràn. Đây là lá thư tình thứ hai đời ta nhận được, không ngờ hôm nay ta lại được nhận tới hai lá thư tình. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, cố gắng hít thở bình thường, nhìn theo cô gái kia đã đi xa, tiếp tục cẩn thận cất kỹ lá thư thứ hai. Ta không thể ích kỷ, từ ngày trở thành tông môn thiếu tổ, ta cũng đã không còn thuộc về mình nữa. Ta thuộc về trong tông môn, thuộc về tất cả đồng môn, bao gồm tất cả nữ đệ tử. Bạch Tiểu Thuần quyết định không đi tìm Tống Quân Uyển nữa, mà quẹo qua Huyền Khê Nhất Mạch. Đi chưa được bao xa, đã xuất hiện nữ đệ tử thứ ba vội vàng chạy tới, ngượng ngùng đưa cho hắn một lá thư. Sau đó là cái thư tư, thứ năm, thứ sáu. Chỉ trong 2-3 canh giờ, tại Bạch Tiểu Thuần nhận được hơn 10 lá thư tình, tất cả đều là viết tay, mang đầy tình cảm. Làm đám đệ tử nhiều chuyện tò mò đi theo không ngừng gieo hò. Trời ơi, lại nữa, sao toàn là thư tình vậy? Mấy người này ngủ mắt hết rồi à? Dù ta không phải là thiếu tổ, nhưng ta cũng là thiên kiêu mà. Bạch Tiểu Thuần cũng bối rối, mấy lá đầu, hắn còn thấy kích động, nhưng bây giờ đã thành hơn 10 lá, hắn thực không sao tin được. Ta thật sự ưu tú tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình bị choáng. Đến lúc rời khỏi Huyền Khê Nhất Mạch, đi qua Đan Khê Nhất Mạch, lại có mấy nữ đệ tử của Đan Khê Nhất Mạch chạy ra, ngượng ngùng quăng thư tình cho hắn. Có người còn rất sáng tạo, tặng cho Bạch Tiểu Thuần một viên đan dược, trên đan dược có khắc một đống chữ. Đến xế chiều, Bạch Tiểu Thuần mới trở lại Nghịch Hà Sơn, cả người choáng váng vì hạnh phúc đến quá đột ngột. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhất định là ta quá ưu tú, hặc hặc, là mị lực đúng chưa? Ta đã nói rồi mà, chỉ có mị lực vô hạn mới được hưởng thụ đãi ngộ thế này thôi. Bạch Tiểu Thuần cười ngây ngô về động phủ. Khoanh chân ngồi xuống, hắn không nhịn được, vội lôi cả đống thư tình ra, mở từng bức một ra, đọc. Bạch Tiểu Thuần run run, mặt ửng hồng, dành cả một đêm để đọc đống thư tình, lá nào cũng đọc rất nhiều lần, đến khi trời sáng. Trời vừa sáng, Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng dậy, mặt mày sáng láng, sửa sang lại quần áo, rồi vội vàng đi ra cửa, sau đó thụt vào, nghĩ, lấy đạo bào thiếu tổ mặc lên người. Đạo này bào rất xa hoa, bằng tơ màu xanh lam, mềm mại như sóng gợn, bên trên thêu 5 con kim long rất sống động. Khi hắn bước, 5 con rồng như vờn quanh người hắn. Chiếc áo còn tỏa ra một ánh sáng kỳ dị, khiến Bạch Tiểu Thuần trông rất khí khái, hào hùng. Đạo bào này Bạch Tiểu Thuần chỉ mặc đúng 7 ngày đại điển khai tông, sau đó cảm thấy mặc không thoải mái nên cất đi. Song bây giờ, khi lại mặc vào, cầm gương lên soi, hắn cảm thấy mình thực là tuấn lãng dị thường, không gì sánh kịp, cười khoái chí đi ra ngoài. Suốt cả một ngày, hắn đều duy trì tư thái hơi hất cằm lên, đi một vòng cả tứ mạch. Bộ trang phục của hắn làm tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều phải chú ý. Chuyện thư tình hôm qua đã được truyền ra, cộng với bộ dáng ngày hôm nay của Bạch Tiểu Thuần, khiến ai nấy nhìn thấy hắn cũng đều thần sắc quái dị. Đám nam đệ tử thì nhìn hắn quái dị, nhưng các nữ đệ tử thì lại sáng cả mắt lên. Vì vậy, chỉ trong nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần lại kích động tiếp tục được nhận thư tình. Huyền Khê Nhất Mạch, Đan Khê Nhất Mạch, có cả Huyết Khê Nhất Mạch không ngừng chạy tới nhét thư tình cho hắn. Cảnh này vô cùng đả kích các nam đệ tử, khiến nhiều người phải cảm thán. Thế này là sao đây? Trời,
Thiếu tổ nhận thư tình, hai hôm nay đã thu chừng trên trăm rồi. Điên rồi, điên hết rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, cố hết sức kiềm chế bản thân, duy trì dáng vẻ và nụ cười ôn hòa, mỉm cười với tất cả những nữ đệ tử tặng thư tình cho hắn. Đám đệ tử xôn xao xì xào. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cười tươi như hoa nở. Mấy ngày liên tục sau đó, hôm nào Bạch Tiểu Thuần cũng đều như thế. Ban ngày đi bộ thu thư tình, đến đêm thì ngồi đọc thư tình. Chuyện này càng truyền càng rộng rãi, lan khắp tông môn. Mọi câu chuyện bàn tán hàng ngày của tất cả mọi người đều liên quan tới Bạch Tiểu Thuần. Đám Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn vô cùng hâm mộ, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Huyền thì sầm mặt. 371 lá. Hặc hặc, mới có mấy ngày thôi nha, mà ta đã nhận được tới 371 phong thư tình. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ, kích động nhìn chồng thư tình. Ta thật sự ưu tú như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần say sưa đắc ý, cầm gương lên soi tới soi lui, càng ngắm mình càng khoái chí, thực muốn đi tìm ai đó để chia sẻ. Gương đồng, ngươi nói cả Nghịch Hà Tông này, ai là người ưu tú nhất? Giả Dạ Táng trong gương đồng im bặt, giả vờ ngất xỉu không biết. Mấy hôm nay hắn đã nghe Bạch Tiểu Thuần nói câu này không biết bao nhiêu lần. Hắn thực là sợ, sợ tới mức không dám trả lời. Sợ mình lỡ mà đưa ra một câu trả lời không hay, lại bị trừng phạt. Đừng tưởng ta không biết ngươi đã tỉnh, gương đồng, ngươi nói hay không? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lên quát. Hồn giả Dạ Táng vội bật dậy, trả lời. Chủ nhân, ngươi chính là người ưu tú nhất Nghịch Hà Tông. Ngươi nói dối. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Giả Dạ Táng bị quát, run lên vì sợ. Ta không nói dối, ta thề ta hoàn toàn nói là sự thật. Ngươi người ưu tú nhất của cả Thông Thiên Đại Lục, ngươi ưu tú nhất, chứ không phải là một trong những người ưu tú. Giả Dạ Táng muốn khóc. Thật. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt. Tất cả đều là thật. Giả Dạ Táng giờ đã hiểu ý của Bạch Tiểu Thuần, lập tức cực kỳ khẳng định, chém đinh chặt sắt. Bạch Tiểu Thuần khẽ ho một cái, vẻ đầy thỏa mãn. Bỏ cái gương ra, nhìn xuống đống thư tình. Nói vậy ta hiểu rồi, hèn gì nhiều sư muội yêu thích ta, thì ra là như vậy. Phát giác được Bạch Tiểu Thuần đã hài lòng, hồn giả Dạ Táng thở dài. Hồi trước hắn đã sợ Bạch Tiểu Thuần, giờ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh khủng. Đáy lòng phát sầu, không biết sau này còn thành tới cái dạng gì nữa. Bạch Tiểu Thuần mỹ mãn cất gương đi, lật mấy lá thư tình, vui vẻ cất hết vào trong túi chữ vật. Hắn đã quyết giữ lại mớ thư này, để sau này làm vốn khoe khoang với con cháu. Bạch Tiểu Thuần sung sướng tu hàn môn dưỡng niệm quyết một lúc. Sau đó chuyển sang tu ngón chân trái bất tử cân, xong thấy trời lâu mới sáng, thì phiền muộn. Sao lâu sáng thế nhỉ? Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, đành đi nghiên cứu Nghịch Hà Đan. Thời gian trôi qua, sắp tới canh 4. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần đang nghiên cứu Nghịch Hà Đan. Bỗng nhiên hắn sầm mặt, cả người thấy lạnh toát. Mặt đất lại chấn động gợn sóng. Lần này rất mạnh, chỉ trong nháy mắt đã khuếch tán ra cả động phủ. Một luồng lực mạnh mẽ cách ly bên trong động phủ với bên ngoài. Cùng lúc, mặt nạ vốn đã bị phong ấn trong túi chữ vật của hắn cũng tỏa ánh sáng đỏ mãnh liệt. Có vẻ lần này thế lực thần bí đã quyết định trả giá lớn, cố hết sức giúp mặt nạ thoát khỏi phong ấn, muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Mặt nạ bay ra, một giọng nói đầy tang thương, lo lắng vội vàng lên tiếng. Hãy nghe ta nói. Chỉ mới có mấy chữ, nhưng đã dọa Bạch Tiểu Thuần sợ hết hồn. Hắn hét lên, vung mạnh tay, một nắm phù văn bay ra, dán lên mặt nạ. Đồng thời hắn bộc ra tu vi Thiên Đạo Kim Đan, dồn vào trấn áp mặt nạ. Mặt nạ rung lắc, giọng nói tang thương trở nên rời rạc, mơ hồ, không còn nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận được đối phương cũng đang vận sức, cố gắng câu thông với hắn. Đây là do ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần sợ quá, có bao nhiêu phù văn đều lôi ra hết, thân thể nhoáng một cái, bay vọt ra khỏi động phủ, vận hết tốc độ chạy thẳng tới Thông Thiên Hà. Hắn đấm mạnh xuống sông, nước bắn ào lên, hắn lấy ra một cái thùng lớn bằng ngọc thạch đã chuẩn bị sẵn, hứng hết vào. Cái thùng này vốn hắn chuẩn bị dùng để tu hành. Hứng đầy nước, hắn chạy về động phủ. Mặt nạ vẫn còn đang chấn động, giọng nói mơ hồ đầy lo lắng vẫn còn đang vang ra. Đã hơi rõ hơn ban nãy một chút. Ngươi, không, định, sắp xếp cái đầu ngươi. Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên, túm lấy mặt nạ, ném vào trong thùng nước Thông Thiên Hà. Vừa bị ném vào, mặt nạ không còn rung nữa, thanh âm cũng im bặt. Bạch Tiểu Thuần quan sát một hồi lâu, mới yên lòng hừ một tiếng. Tưởng Bạch gia nhà ngươi không có cách thật hừ, lần này xem các ngươi còn tác quái được không. Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở phào, phong ấn thùng nước Thông Thiên Hà, rồi bỏ vào trong túi chữ vật, dùng nước Thông Thiên Hà ngăn cách. Nếu hồn Dạ Táng giả vẫn còn ở trong mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần thực không dám làm theo cách này.
vì nó sẽ ảnh hưởng tới hồn dạ táng giả. Nhưng bây giờ hồn dạ táng giả đã vào trong gương đồng, nên hắn chẳng ngại gì nữa, dùng ngay cách này để dứt luôn hậu hoạn. Bạch Tiểu Thuần thấy nhẹ cả người, hắn thực sự không muốn đắc tội với thế lực thần bí kia, càng không muốn lôi tông môn vào đối kháng với nó. Dù sao đây cũng là chuyện do hắn gây ra, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đưa mặt nạ cho tông môn xử lý. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, cả người hắn nhẹ nhõm hẳn. Tới sáng lại tiếp tục đi ra ngoài thu hoạch thư tình. Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài kéo tới tìm Bạch Tiểu Thuần, bảo cũng muốn cùng hắn đi thu hoạch thư tình, đương nhiên Bạch Tiểu Thuần không từ chối. Thế nên từ hôm đó, mỗi khi ra ngoài, đều là một nhóm ba người, Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài. Hai người này mỗi lần thấy có nữ đệ tử chạy tới đưa thư tình cho Bạch Tiểu Thuần thì đều mở to mắt đầy hâm mộ. Cửu Bàn, ngươi bảo ta cũng gầy đi rồi, vậy sao vẫn không có ai đưa thư tình cho ta vậy? Trương Đại Bàn buồn bực, nhìn mình, rõ ràng đã gầy đi nhiều lắm, chỉ bụng vẫn còn hơi to tí thôi, đầy trông mong hỏi Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài cũng vậy, chuyện truyền kỳ mấy ngày nay của Bạch Tiểu Thuần hắn đã ghi chép lại cả, trong lòng như có con kiến đang bò, ngứa ngáy, khó chịu. Bạch Tiểu Thuần vội đưa tay lên miệng ho, hất cằm lên. Chuyện này là cần phải có thiên phú, các ngươi đừng có vội, từ từ ta sẽ chỉ cho. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đang định khoe khoang, đột nhiên nhìn thấy Hứa Bảo Tài bỗng sững ra chừng chừng nhìn về phía sau lưng hắn. Trương Đại Bàn cũng mở to mắt, hít thở dồn dập, nhìn chăm chăm vào sau lưng mình. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, phát hiện không chỉ có Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài, đám nam đệ tử quanh đó cũng y hệt như vậy, bèn quay đầu lại xem, thấy xa xa có một thiếu nữ đang đi tới. Thiếu nữ này nhìn chỉ chừng 18-19, đôi mắt to trong vắt, đôi môi mềm mại đầy đặn mướt rượt, cái mũi thon cao nho nhỏ xinh xinh, một đôi má lúm đồng tiền đẹp hết chỗ chê, gò má mịn màng mơn mởn, là một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời. Bộ trang phục mềm mại ôm lấy thân hình, đôi cánh tay trắng muốt mềm mại, cặp chân dài thon thon, vô cùng thanh tao thoát tục, thật là dáng vẻ như ngọc, da trắng thắng tuyết, mặt mày như vẽ, quả là một vô song tuyệt sắc mỹ nhân, chính là Trần Mạn Giao, đệ nhất mỹ nữ của Nghịch Hà Tông à. Hứa Bảo Tài đờ đẫn nói, cái danh đệ nhất mỹ nữ này chính là do hắn truyền ra khắp cả tông môn, ngay cả ngủ cũng mơ thấy người ta, nên lúc này, theo bản năng hắn ưỡn ngực, cả người đứng thẳng hẳn lên, khí khái hào hùng. Trương Đại Bàn cũng hít sâu một hơi, cố thóp bụng lại, mắt sáng cả lên. Không thể nào, gì ghê gớm thế. Bạch Tiểu Thuần nghe mọi người xung quanh hít sâu dồn dập, thấy hành động của Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn thì rất kinh ngạc, lại quay sang nhìn Trần Mạn Giao. Tuy cũng thấy đối phương xinh đẹp thật, nhưng làm gì tới cái mức điên đảo thần hồn như thế. Hừ, thư tình cô ta nhận được nhất định không nhiều bằng ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm nhìn Trần Mạn Giao, càng nhìn càng cảm thấy cô nàng này hơi ra vẻ quá sức. Đang định bỏ đi, thì Trần Mạn Giao đã bước vội tới, giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót như chim sơn ca. Bạch Sư Huynh, xin dừng bước. Bạch Tiểu Thuần giật mình, đây là lần đầu tiên đối phương nói chuyện với hắn, nên nghiêng đầu nhìn sang. Bị hắn nhìn chăm chú, mặt Trần Mạn Giao ửng đỏ như ngượng ngùng, bước nhanh tới, rút trong người ra một cái khăn tay màu hồng nhạt, nhét vội vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sư Huynh nếu có thời gian, anh ba đêm nay, đến động phủ tiểu muội ngồi một chút. Trần Mạn Giao cố lấy hết dũng khí khẽ nói nhanh, nói xong, gương mặt cũng đỏ hồng, thiên kiều bá mị nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái cổ trắng muốt cũng hồng cả lên, cúi đầu bỏ chạy đi mất. Bạch Tiểu Thuần giật mình, khẽ siết khăn tay trong tay, cả người ngơ ra, hắn nhận được rất nhiều thư tình, dạng gì cũng có, khăn tay cũng có tới mấy cái, nhưng chưa gặp phải ai to gan tới như vậy, còn hẹn cả thời gian, kèm cả địa điểm. Cái kia, cô ấy bảo ta tới động ta cô ấy ngồi một chút, ý của cô ấy là định làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần theo bản năng quay sang nhìn Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Trương Đại Bàn trợn tròn mắt, Hứa Bảo Tài ngây ra, cả người tê dại. Bạch Tiểu Thuần nhận thư tình, hắn chỉ là hâm mộ, nhưng bây giờ hắn được tận mắt nhìn thấy Trần Mạn Giao cũng đưa thư tình. Phải biết lăng đạo gần đây Trần Mạn Giao rất là nổi tiếng trong tông, là tiên tử trong lòng bao nhiêu nam đệ tử, là đệ nhất mỹ nữ của Nghịch Hà Tông đó. Thế mà, hôm nay, lại chủ động tới yêu cầu hò hẹn Bạch Tiểu Thuần tới động phủ của mình ngồi một chút. Làm sao ta biết muốn làm cái gì? Hứa Bảo Tài cố thở ra một hơi, giọng ghen ghét. Bạch Tiểu Thuần nhìn Hứa Bảo Tài muốn lé mắt, nhìn ra đối phương ghen tuông, thì trừng mắt, quay sang nhìn Trương Đại Bàn, thấy trong mắt Trương Đại Bàn đều là sự kính nể, vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, đi đi, đi về rồi, ngươi cũng sẽ là người trưởng thành. Bạch Tiểu Thuần ho khan, vội ném cái khăn tay vào trong túi chữ vậy, hất tay áo, ngạo nghễ.
cô ấy muốn ta tới thì ta phải tới sao? Ta không tới đấy. Một câu này của hắn làm ánh mắt mọi người xung quanh càng thêm kính nể. Nhưng không ai thấy. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần thầm lóe lên một tia sáng tinh quái. Cả ngày hôm đó, Hứa Bảo Tài cả người uể oải không vui. Đến chiều, Bạch Tiểu Thuần trở về động phủ. Mọi người mới chia tay. Xong qua cái miệng rộng của Hứa Bảo Tài, chuyện Trần Mạn Giao tỏ tình hẹn hò với Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức bị truyền ra. Chuyện này gây nên một trận cuồng phong, quét ngang tu sĩ của cả tứ mạch. Phải biết chuyện Thư Tình mấy ngày nay chỉ có thể hơi gây nên chút gợn sóng, nhưng bây giờ, vì Trần Mạn Giao xuất hiện nên đã làm sấm sét giáng xuống, nổ vang khắp nơi. Đệ tử tứ mạch đều bị chấn động, đủ loại bàn tán nghị luận vang lên khắp trốn. Cái gì? Trần Mạn Giao tỏ tình với Bạch Tiểu Thuần. Cái này, mọi người điên hết rồi, người khác đưa thơ tình thì cũng thôi. Ta có tình cảm chân thành với Trần Sư Muội mà, sao có thể như vậy? Chuyện này không phải là sự thật. À, canh ba đêm nay, tới động phủ ngồi một chút. Bọn họ muốn làm gì chứ? Ồn ào tới mức, trưởng môn và các trưởng lão kết đan. Những lão tổ không bế quan cũng đều nghe thấy. Đối với họ, mấy chuyện thư tình tỏ tình này chỉ là chuyện khôi hài. Họ còn lôi ra trêu ghẹo nhau. Lý Thanh Hậu thậm chí còn đầy nghiêm túc hỏi Hứa Mị Hương cô bé Trần Mạn Giao này tính tình như thế nào. Các lão tổ đan khê nhất mạch thì rất vui vẻ. Lão tổ huyền khê nhất mạch thì giật mình. Họ biết sự quan trọng của Bạch Tiểu Thuần đối với Nghịch Hà Tông. Nếu có một đệ tử trong tông trở thành đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, vậy thì sẽ rất có lợi cho nhất mạch của đệ tử đó. Duy chỉ có lão tổ và trưởng môn của Linh Khê nhất mạch là thấy đau đầu. Nhất là Trịnh Viễn Đông, ông quá hiểu Bạch Tiểu Thuần. Mấy hôm nay nghe chuyện hôm nào hắn cũng đi lòng vòng quanh tông để thu thư tình, hôm nào ông cũng thở dài. Chẳng biết chừng nào Tiểu Thuần mới chịu lớn, kết cả kim đan rồi, vậy mà còn. Chẳng lẽ phải tới Nguyên Anh, mới đỡ một tí. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, hoàn toàn không còn niềm tin Bạch Tiểu Thuần đổi tính. Oanh động như vậy, đương nhiên, Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội cũng biết tin. Hai người sốt ruột. Chuyện thư tình mấy ngày trước, tuy hai người nổi giận, nhưng không cảm thấy có sự uy hiếp. Nhưng bây giờ không giống. Trần Mạn Giao tham gia vào làm hai người cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Tiện nhân, vô sỉ. Hai người điên tiết mắng to trong động phủ mình. Tống Quân Uyển tính tình nóng nảy đã đành. Hầu Tiểu Muội cũng lộ ra bản tính cay độc của bản thân. Lần đầu tiên, hai người bỏ qua thành kiến về nhau, gặp nhau bàn bạc, thống nhất quyết định chiều tối nay sẽ tới động phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ, cầm khăn tay của Trần Mạn Giao mà suy nghĩ. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, hắn đột nhiên biến sắc vì cảm nhận được Tống Quân Uyển Hầu Tiểu Muội đã tới. Bạch Tiểu Thuần hết hồn, suýt chút nữa làm rớt cả khăn tay, vội cất đi, chạy ra mở cửa, cười vui vẻ. Tống tỷ tỷ, Tiểu Muội, hai người tới à? Dạo này hôm nào ta cũng nhớ hai người. Tống Quân Uyển trừng Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng, đi vào trong động phủ, cẩn thận kiểm tra một vòng, lại trừng mắt với hắn, sau đó bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Hầu Tiểu Muội tiến lên, kéo tay hắn. Tiểu Thuần ca ca, muội cũng nhớ huynh lắm, hôm nay muội ở lại đây với huynh nha. À, Bạch Tiểu Thuần giật mình. Sao vậy, Tiểu Thuần ca ca, huynh không thích muội ở đây với huynh sao? Hầu Tiểu Muội ứa nước mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắc đầu, vỗ ngực. Sao thế được? Chuyện đó. Không đợi hắn nói xong, Hầu Tiểu Muội đã cười kéo hắn đi vào trong, ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, mãi tới canh ba, hắn đành thở dài. Sao vậy Tiểu Thuần ca ca? Muội nghe nói hình như Trần Mạn Giao sư tỷ hẹn hò với huynh có phải không? Hầu Tiểu Muội cười hít mắt. Ước hẹn gì chứ? Cô ta muốn ta tới thì ta phải tới sao? Bạch Tiểu Thuần ta là thiếu tổ tông môn, ta không thèm y. Bạch Tiểu Thuần thầm run trong lòng, nhưng lời nói ra miệng thì đầy khí khái. Đến sáng sớm, Hầu Tiểu Muội mới rời đi, Bạch Tiểu Thuần vừa thở phào. Tống Quân Uyển đã đến, lại mất một ngày một đêm. Suốt một tháng sau đó, Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội chia nhau ra, cứ mỗi người một ngày, chiếm hết thời gian của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn không còn đi thu thư tình, hay đi hẹn hò gì được nữa. Cũng may tông môn vừa mới khai tông, có quá nhiều việc phải làm, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển cũng vậy. Cũng đến lúc không thể không rời đi, Bạch Tiểu Thuần mới được giải thoát. May mà một tháng này, chuyện thư tình và hẹn hò của Trần Mạn Giao cũng dần trôi đi, nhất là khi Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội xuất hiện, càng làm cho các nữ đệ tử chết tâm. Lúc Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng được tự do xuất hiện ở tông môn, hắn bị ai phát hiện, không còn ai tặng thư tình cho hắn nữa. Ta biết ngay là thế mà. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ cúi mặt, không cam lòng đi lòng vòng mấy ngày, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, quả thực không còn thư tình nữa. Lúc này mới chịu quay về động phủ ngẩn người thở than đến đêm. Ta là tông môn thiếu tổ, Trần sư muội ước hẹn, không đi hình như cũng không hay,
Với lại, cũng phải đi xem Trần Mạn Giao này rốt cuộc có mục đích gì. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận chuồn ra khỏi động phủ, vừa đi vừa cảnh giác, không để cho ai chú ý. Chạy tới động phủ của Trần Mạn Giao. Nơi đây là Đan Khê Nhất Mạch Sơn Mạch. Hiện đã vào đêm, rất là yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần lượn mấy vòng xung quanh động phủ Trần Mạn Giao. Sau khi xác định không có ai núp trộm, mới tới cửa động phủ dùng thông thiên pháp nhãn quan sát. Thấy trong động phủ, mơ hồ chỉ có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Xung quanh cũng không có bố trí gì khác. Bạch Tiểu Thuần cũng không cảm nhận được có nguy hiểm gì, hắn mới an tâm. Nơi đây rất u tĩnh, chỉ có một con đường nhỏ dẫn tới động phủ. Ngoài động phủ có một ao nước nhỏ, trong ao hoa sen đang nở, dưới ánh trăng rất là trang nhã. Xung quanh còn trồng hoa tím nhỏ, tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ trong đêm. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Trần sư muội nghỉ ngơi chưa? Bản thiếu gia theo ước hẹn đã đến. Trong động phủ lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Là Bạch sư huynh. Thanh âm mềm mại, đúng là của Trần Mạn Giao. Cửa động phủ êm ái mở ra, Trần Mạn Giao với dáng người lồi lõm hấp dẫn xuất hiện, vui vẻ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư huynh, ngươi vào đi. Trần Mạn Giao cười tươi như hoa, hơi có vẻ ngượng ngùng, nghiêng người nhường lối. Bạch Tiểu Thuần đảo mắt qua Trần Mạn Giao một cái, vẻ cười như không người, hơi tỏa ra thêm chút khí thế bức người. Mặt Trần Mạn Giao càng đỏ, cảm thấy như mình đang đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần mà không có quần áo. Vội lùi lại mấy bước, sẵn giọng. Bạch sư huynh, thú vị, đáng tiếc Trần Mạn Giao ngươi diễn không giỏi lắm. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười, ánh mắt ác liệt. Vô duyên vô cớ, lại đưa khăn tay cho ta. Không có nguyên do, lại mời ta canh ba tới. Suốt một tháng ta không tới, cũng không tới tìm ta. Trần Mạn Giao, ngươi thực tưởng bản thiếu tổ ta là con nít 3 tuổi, hay loại người thấy nữ nhân thì biến thành kẻ ngu ngốc, chuyện thư tình vừa qua. Có lẽ cũng là do ngươi âm thầm tạo ra có đúng không, để lẫn lộn trong đó, dẫn ta tới đây. Giọng Bạch Tiểu Thuần lạnh băng, uy áp tu vi thiên đạo kim đan thả hết ra, tạo nên cơn cuồng phong ào ào quét tới, khiến Trần Mạn Giao run rẩy, biến sắc. Đùa à, cô chỉ là trúc cơ thôi mà. Ta vốn có thể không tới, nhưng ta là thiếu tổ, nếu ngươi đã trao cho ta manh mối, vậy đương nhiên ta cũng phải tới để xem rốt cuộc mục đích của ngươi là gì. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm, tỏa ra sát khí. Ánh mắt sắc bén nhìn Trần Mạn Giao chằm chằm. Bạch sư huynh, ta. Trần Mạn Giao bước tới mấy bước, đang định nói, Bạch Tiểu Thuần đã khẽ hất tay, một con dao nhỏ bay ra lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra uy áp chí bảo, sát cơ nhắm thẳng vào Trần Mạn Giao. Là nghịch long giác, đừng nhúc nhích, ngươi chỉ được nói 3 câu mà thôi, vừa rồi đã nói 1 câu, còn 2 câu nữa, nếu ta không hài lòng, ta có quyền giết chết bất cứ đệ tử nào. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng. Ngón cái chân trái của hắn đã bấm chặt vào giày, sẵn sàng bộc phát, giúp hắn có được tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Tấm cửu châu đồ cũng đã được hắn âm thầm mở ra, sẵn sàng sử dụng. Trần Mạn Giao khựng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn đứng bên ngoài trận pháp cô bố trí ngoài cửa, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Cô nhíu mày, lần đầu tiên thấy kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần, cô ngẩng lên nhìn hắn, khẽ cười, gương mặt không còn sự ngượng ngùng, mà thay bằng sự bí hiểm. Khó trách mấy lão già đó để ý tới ngươi như thế. Bạch Tiểu Thuần, ta không có ác ý, ta có thể thề về điều này. Ta hẹn ngươi tới đây chỉ vì một việc, hy vọng ngươi có thể gặp một người. Trần Mạn Giao vừa cười vừa nói. Ngươi còn 1 câu. Bạch Tiểu Thuần vẫn lạnh tanh, nghịch long giác trên đầu bắt đầu lấp lóe. Trần Mạn Giao sầm mặt, nghiến răng. Dạ táng, mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần, thế lực thần bí, ám tử bất diệt chi vật. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, mắt mở to. Nghịch long giác nháy mắt bay ra, bắn thẳng tới Trần Mạn Giao. Đồng thời, ngón chân trái hắn bấm xuống đất, cả người lùi nhanh ra sau. Cửu châu đồ mở ra đánh soạt. Bạch Tiểu Thuần đoán được Trần Mạn Giao có vấn đề nhưng không bao giờ nghĩ đối phương lại là người của thế lực thần bí. Từ Trần Mạn Giao xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy bay ra một đám chỉ đen bay tới cuốn lấy nghịch long giác. Nghịch long giác mang theo kim đan chi lực của Bạch Tiểu Thuần, vậy mà bị giữ lại bất động giữa không trung. Cùng lúc, từ trong chỉ đen truyền ra một giọng nói tang thương đầy lo lắng. Đạo hữu hãy tin lão phu một lần. Lão phu cũng là bất đắc dĩ, mới phải ra hạ sách này. Còn để bại lộ thân phận của Giao Nhi, dùng mạng sống của nó để đặt cược chỉ để có một cơ hội nói chuyện với đạo hữu một lần. Đạo hữu, ngươi tin tưởng ta một lần thôi có được hay không? Ngươi muốn đi ngay bây giờ cũng được, nhưng hãy nghe ta nói mấy câu trước đã. Nếu không hài lòng, ngươi bỏ đi cũng không muộn. Chỉ đen ngưng tụ thành hư ảnh một lão già. Ánh mắt lão nhìn Bạch Tiểu Thuần rất phức tạp, có khách khí, có cả cung kính.
Bạch Tiểu Thuần đã lùi ra một khoảng, chấn động nơi này đã khiến tu sĩ tuần tra của Nghịch Hà Tông chú ý. Một trưởng lão kết đan hậu kỳ đã bay tới. Thiếu tổ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Các tu sĩ tuần tra cảnh giác nhìn quanh, nghi hoặc nhìn về khu vực chỉ đen biến thành lão giả nhưng không hề nhìn thấy gì. Chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra tu vi. Trong Nghịch Hà Tông các người, trừ phi có thiên nhân, nếu không không ai xét ra được sự tồn tại của lão phu, càng không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng vì ngươi không bước vào phạm vi trận pháp, nên bọn chúng mới nhìn thấy ngươi. Hư ảnh lão giả lên tiếng, thanh âm cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần sầm mặt, nhìn các tu sĩ tuần tra, lại nhìn vào hư ảnh lão giả. Sự quỷ dị của lão làm hắn không biết nên làm gì. Thông Thiên Đại Lục vô cùng rộng lớn, lấy Thông Thiên Hải làm trung tâm, tỏa ra bốn con sông lớn, tràn ra bốn phương, tạo thành Đông Tây Nam Bắc tứ mạch tu chân giới. Thấy Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hư ảnh lão giả vội lên tiếng. Bốn con sông lớn này, mỗi con lại chia ra bốn con suối nhỏ, và vô số nhánh rẽ như tán cây, giúp linh khí Thông Thiên Hà có thể tỏa ra bao trùm một phạm vi cực lớn. Nhưng trên thực tế, so với diện tích thật sự của Thông Thiên Đại Lục, khu vực khuất tán linh khí của Thông Thiên Hà còn chưa tới một nửa. Một nửa không có linh khí Thông Thiên Hà bao trùm này, được gọi là man hoang. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hắn đã từng suy đoán, nhưng sau đó lại rút ra được một kết quả là những nơi không có khí tức Thông Thiên Hà thì đều là cấm khu, tu sĩ không thể nào sống được. Nhưng, bây giờ, lời nói của lão giả đã làm mọi sự hoàn toàn thay đổi. Cái chính là hắn cảm nhận được, lão giả hình như hoàn toàn không hề nói dối. Nếu ví khu vực có linh khí của Thông Thiên Hà là khu vực quan phủ như của thế tục, thì khu vực man hoang, được gọi là khu loạn phỉ. Lão phu, đến từ man hoang, Huyết Khê Tông huyết tổ của các ngươi cũng là đến từ man hoang. Bởi vì một ít nhân quả, cơ thể huyết tổ mới xuất hiện ở chỗ của các ngươi. Hư ảnh lão giả nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Thuần rụt mắt. Chuyện thế lực thần bí, lý do vì sao lại quan tâm tới bất tử bất diệt chi vật trên người huyết tổ, giờ theo lão giả giải thích, đã dần khớp với những suy đoán của Bạch Tiểu Thuần. Bất tử bất diệt chi vật cũng không phải là chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được. Ngươi muốn giữ thì cứ giữ. Lão phu cũng thay đổi thái độ giao tiếp với ngươi. Nói cho ngươi biết những điều này, bởi vì ngươi là người được truyền thừa huyết tổ. Ngươi đã trở thành nhị đại huyết tổ. Cuối cùng, ngươi với man hoang chúng ta là có nhân quả. Hư ảnh lão giả đã hơi an tâm. Bạch Tiểu Thuần không bỏ đi, đã cho lão có cơ hội nói chuyện. Như vậy mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Điều lão lo nhất là Bạch Tiểu Thuần không chịu nói chuyện với lão, giống như những lần trước đó. Nên lão phu ba phen mới bận muốn thông qua mặt nạ để nói chuyện với ngươi. Nhưng sự cảnh giác của ngươi quá mạnh mẽ, bí quá mới phải mạo hiểm và trả giá đắt như thế này. Buộc Giao Nhi phải thầm tạo ra chuyện. Mời ngươi tới đây. Lão phu đại diện cho một phần của man hoang, hy vọng muốn duy trì được sự liên hệ lâu dài với ngươi. Sự liên hệ này đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Ám tử của chúng ta trải rộng khắp tứ đại mạch của hầu như tất cả các tông môn, có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều diệu dụng, cho ngươi vô số thông tin, dữ liệu liên quan tới thế giới này mà ngươi muốn biết. Có điều, ngươi cũng cần phải trả lại một cái giá tương xứng. Hư ảnh lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm quyền chào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần im lặng. Hắn đã định rời đi, nhưng lời lẽ của đối phương không hề có chút sơ hở nào, còn giải tỏa giúp hắn rất nhiều nghi hoặc, nhất là đã nói lộ ra luôn thân phận của Trần Mạn Giao. Tất cả những điều này đã chứng tỏ đối phương thật sự có thành ý. Cái chính là, theo lời lão giả này, sau này mình muốn biết cái gì, họ cũng sẽ cho hắn đáp án. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lòng khẽ động. Tu sĩ tuần tra đã xem xét khắp chung quanh nhưng không tìm được gì, nên quay lại khó hiểu nhìn hắn. Các ngươi đi đi, ta chỉ là bị ảo giác một chút, đã làm phiền mọi người. Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, ôm quyền với mọi người. Trưởng lão Kim Đan Hậu Kỳ nhìn hắn, không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Nơi đây lại khôi phục yên tĩnh. Bất cứ chuyện gì, ngươi đều có thể cho ta biết đáp án. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Thấy Bạch Tiểu Thuần cho đội tuần tra rời đi, lão giả thở phào. Lão biết làm như vậy, chứng tỏ Bạch Tiểu Thuần cũng đã bắt đầu đồng ý nói chuyện vào lão. Không dám nói là bất cứ chuyện gì cũng biết, chỉ có thể nói đa số mà thôi. Nhưng hầu như chuyện gì man hoang chúng ta cũng biết. Vì ám tử của chúng ta phân tán khắp cả Thông Thiên Đại Lục, dù ở đầu nguồn, Trung Du hay Hạ Du, đều có người của chúng ta. Lão giả ngần ngừ một lúc rồi mới trả lời. Đây là câu hỏi đầu tiên của Bạch Tiểu Thuần, lão phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới đáp. Trong câu trả lời của lão có chứa đựng sự ngạo nghễ và tự hào, rõ ràng rất tự tin về phương diện tình báo của mình. Tốt, ta muốn hỏi một người. Bạch Tiểu Thuần nói. Tu vi gì? Lão giả lập tức hỏi.
hẳn là trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, đáp, trúc cơ. Việc này đơn giản, đây là lần đầu chúng ta thành lập liên hệ, như vậy đi, lần này miễn phí, không thu phí của ngươi. Nói đi, người đó tên gì, và ngươi muốn biết điều gì? Lão giả thở phào, đối với mạng lưới thông tin khắp cả thông thiên đại lục, tìm tin tức một tu sĩ trúc cơ không hề có nguy hiểm gì, rất là đơn giản. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, thấy lão giả tự tin như thế, trong lòng cũng thấp thỏm hy vọng. Người này tên là Đỗ Lăng Phỉ, cô ấy. Hồi trước lúc còn ở Linh Khê Tông, cô ấy đã dùng cái tên này, sau đó trong Huyết Khê Tông huyết tử thí luyện lại từng xuất hiện, ta muốn biết thân phận thật sự của cô ấy. Tìm thân phận, dù ngươi chỉ biết có nhiêu đó thông tin, nhưng nếu từng có một người như thế tồn tại, đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra. Ngươi chờ một chút. Lão giả cười khẽ, sau đó biến mất, có lẽ là trở về man hoang để ra lệnh tìm người. Trần Mạn Giao nhắm mắt im lặng, giống như từ lúc lão giả xuất hiện, thì cô cũng bị phong ấn, để giúp cô không bị sự nghịch chuyển mà thương tổn tới linh hồn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, đã qua nửa canh giờ, đối phương vẫn chưa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu thấy lo lắng. Qua nửa nén hương nữa, chỉ đen lại tuôn ra khỏi mi tâm Trần Mạn Giao, ngưng tụ thành thân ảnh lão giả. Mặt lão tái nhợt, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy kỳ quái và phức tạp. Sao, có kết quả không? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Chuyện này, ngươi đổi câu hỏi khác đi. Lão giả ngần ngừ. À, không phải ngươi bảo vấn đề này rất đơn giản sao? Không phải chỉ là cha tìm một cá nhân thôi sao? Sao thế, không tìm ra à? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, thấy giận. Lão giả cười khổ. Trong mắt thoáng một tia sợ hãi, im lặng một lúc, lắc đầu. Thật sự là tìm không ra. Bạch Tiểu Thuần híp mắt nhìn lão, đột ngột rút túi chữ vật để sang bên. Tiểu ô quy đang ở bên trong, ta không tìm thấy nó, nhưng ta biết nó vẫn còn trong đó, ta bắt nó cho các ngươi, ngươi cha cho ta thân phận Đỗ Lăng Phỉ. Ngươi đổi vấn đề khác đi hay hơn. Cô gái này, lão phu thật sự ta không tìm được. Vừa rồi ta về truyền lệnh đi tìm. Kết quả cả châu đều chấn động, thậm chí trời đất cũng biến đổi. Rất là khủng bố. Ám tử của chúng ta ngay lúc đó cũng bị nhiều người vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi nói, ta còn nên tìm nữa hay không? Người này, hoặc là thân phận cực kỳ thần bí, hoặc là địa vị rất là to lớn, không cách nào tưởng tượng, ngươi. Tốt nhất không nên chọc vào người ta, sau này đừng bao giờ gặp lại thì tốt hơn. Lão giả nhìn Bạch Tiểu Thuần, cười khổ. Lão không hề lừa gạt Bạch Tiểu Thuần. Đích thật là vừa rồi lúc ra lệnh điều tra, đã làm cho trời đất biến hóa kinh thiên động địa. Trong lòng lão phiền muộn, một câu hỏi tùy ý của Bạch Tiểu Thuần thế mà làm dẫn đến kịch biến như thế, khiến lão cảm thấy con người Bạch Tiểu Thuần càng có thêm cảm giác thần bí. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn có thể nhìn ra đối phương hình như không nói dối, im lặng cả nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên. Một chút manh mối cũng không có. Thấy Bạch Tiểu Thuần chấp nhất, lão giả chần chừ, lão muốn giữ mối quan hệ với Bạch Tiểu Thuần nên quyết định nghiến răng, tiết lộ. Manh mối chỉ có một, chính là trong số những ám tử bị chết bất đắc kỳ tử vừa rồi, có hơn phân nửa đều là chết bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Chuyện này chứng tỏ điều gì thì ngươi nên tự nghĩ. Nếu ngươi muốn liên hệ với ta, lúc nào cũng có thể, chỉ cần dùng mặt nạ là được. Nếu cẩn thận, cũng có thể thông qua Giao Nhi. Giao Nhi tuy là ám tử, nhưng không hề có ác ý với Nghịch Hà Tông, rất mong đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lão giả hóa thành một sợi chỉ đen, bay vào trong mi tâm Trần Man Giao. Trần Man Giao dùng mình mở mắt ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Khẽ cúi chào, trở vào trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời ngắm trăng, trong lòng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Chết nhiều nhất là ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Vậy có phải, muốn tìm Đỗ Lăng Phỉ, phải vào trong Tinh Không Đạo Cực Tông hay không? Đỗ Lăng Phỉ, ngươi rốt cuộc là ai? Tìm kiếm này, ta mệt lắm. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không hiểu sao Đỗ Lăng Phỉ này cứ mãi ám ảnh trong lòng hắn, xóa mãi không được. Bạch Tiểu Thuần quay người đi tìm trưởng môn Trịnh Viễn Đông. Chuyện liên quan tới Trần Man Giao, chuyện man hoang, chuyện mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần biết mình không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, ám tử đối phương đã xuất hiện, nên việc này phải báo cho tông môn biết. Mãi đến sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần mới rời đi, hắn đã kể tất cả mọi chuyện cho trưởng môn sư huynh Trịnh Viễn Đông, chuyện sau đó như thế nào, hắn không muốn tham dự, xử lý như thế nào, hắn để tự tông môn quyết định. Việc này quá lớn, Trịnh Viễn Đông cũng không dám tự tiện làm chủ, nên tới bái kiến lão tổ Tứ Mạch. Lão tổ Tứ Mạch gọi Trần Man Giao tới, nhưng sau đó không hề xảy ra chuyện gì to lớn. Mọi thứ vẫn êm đềm như cũ. Trần Man Giao vẫn là đệ tử Nghịch Hà Tông, vẫn là tiên tử trong lòng nam đệ tử, vẫn là thiên kiêu. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần biết,
nhất định là lão tổ Tứ Mạch đã đạt thành hiệp nghị gì đó với thế lực sau lưng Trần Man Giao. Bạch Tiểu Thuần mặc kệ, tiếp tục tu hành, hàn môn dưỡng niệm quyết và bất tử cân đều có tiến triển. Linh lực tại khu vực Trung Du vượt xa Hạ Du, giúp tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Đám Chu Tâm Kỳ cũng không kém, lục tục bước vào trúc cơ đại viên mãn. Họ đều sắp kết đan, song không còn ai dám có ý bắt chước Bạch Tiểu Thuần lập tức đi kết đan. Họ đều cần phải chuẩn bị ít nhất là 30 năm mới dám đột phá. Mọi hiềm khích mâu thuẫn, họ đều đồng lòng hẹn nhau đến sau khi kết đan sẽ giải quyết. Duy chỉ có Tống Quân Uyển sớm đã là đại viên mãn mới dám rút ngắn lại thời gian chuẩn bị còn chừng mấy năm mà thôi. Đám Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài, Hầu Tiểu Muội, Hắc Tam Bàn cũng đều tu vi tăng tiến. Nhất là Trương Đại Bàn, hắn là người có tốc độ nhanh nhất, trở thành trúc cơ trung kỳ. Mỗi người đều tiến bộ, cả Nghịch Hà Tông đều là như thế. Thậm chí trong khoảng thời gian này, còn có mấy đám tu sĩ ngưng khí được đưa tới các khu địa mạch để tiến hành thí luyện trúc cơ. Tông môn khu Trung Du đều có trúc cơ thánh địa, điểm này ở Hạ Du không cách nào bằng được. Thiết Đản sau một thời gian mất tích, lại đột ngột xuất hiện ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Trên người nó đầy dẫy vết thương, nhiều vết vô cùng nghiêm trọng, gần như là xuyên thủng cả cơ thể nó. Nhưng tinh thần của nó lại rất tốt. Đôi mắt sáng ngời lóng lánh, nhất là trên cơ thể nó đang tản mát một cỗ khí tức sắp sửa đột phá. Từ khi tông môn tu kiến xong, thì Thiết Đản mất tích. Thông qua mối liên hệ riêng, Bạch Tiểu Thuần biết nó không sao. Hắn tưởng nó lại là đi tìm thú mái để chơi, giờ mới biết không phải là như thế. Nhìn vào mắt nó, hắn bỗng hiểu vì sao nó lại liều mạng. Chính là vì mấy lần nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần gặp nguy hiểm, nhưng nó lại không giúp được gì, cảm thấy bản thân vô dụng, không bảo vệ được Bạch Tiểu Thuần, nên nó liều mạng.